chào mọi người. Hôm nay mình có mặt ở hội chợ triển lãm ngành xây dựng thiết kế nội thất tại nhà thi đấu Phú Thọ. Hôm nay mình đang có mặt ở đây là tới chơi với lại anh Văn. Hai anh em đang làm. Hôm nay anh trai mình đang thi công công trình lắp showroom này tại hội chợ triển lãm. Chúng tôi đang làm cho công ty Mastro đỉnh cao công nghệ nhôm, sản xuất phân phối nhôm đỉnh cao, một sản phẩm mới. Mình vô xâm nhập bên trong đây. Các bạn đang làm gì? Đây là thợ đỉnh cao luôn. Hương trầm. Chữ là chữ ốp có đèn luôn không anh? Không đèn. À. Đây là các sản phẩm nhôm. Rồi đang coi anh Văn đang làm gì vậy? Tỉ khâu gì anh Văn? Tỉ khâu gì á? Đắp ván. Đắp ván. Còn này là chết rong hả? Kêu con chó không? Các bạn đã nghe kêu con chó là các thấy này, kêu con chó này. Hồi xưa mấy đứa học sinh nó hay mua nó hít lắm này. Có hương thơm gì mà nó hít? Hít luôn. Mấy con này êm quá ha. Con bộ hệ đi quá. Cán bộ nào chưa hay sao? Đây là cửa nhôm của nhãn hiệu Mastro này. Cửa này khóa tự động không? Thẻ ha. Ghê. Công nghệ đỉnh cao đúng không? Mở ra coi đó. Các bạn thấy không? Rồi, cửa này gắn cho chắc mấy chung cư hay là một cái nhà giàu lắm. Quá như khóa xe máy rồi. Smart cây luôn á. Chìa khóa thông minh. Tốt thành phố nhân tính. Đỉnh cao. Chơi vừa cắt vừa hàng rồi hết. Bên kia đang cái trụ này điện bằng gỗ hay bằng đá thôi, hoành tráng như cây. Bằng đá mọi người ơi, đá rồi.
đã Hoa Cường chọn chỗ rồi đó. Ở bức trướng cho ổn này qua dè nó rụng rồi anh. Keo này phải dán cho nó khô ấy, mình ấn vô. Keo con chó. Keo con chó. Ban tổ chức đưa xuống lên à. Rồi. Anh Trầm đã dán xong cái đường chỉ phía trên đẹp hẳn lên. Kẹp gỗ xong rồi cắt. Sáng chưa sáng luôn à?